Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung Trung cộng và cái huông năm Tân Sửu, tác giả Nguyễn Khẩn. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau 4 năm tổng thống Mỹ Donald Trump chấp chính, tập cận bình cam phận nằm kèo dưới, tức giận, lo lắng khi nghĩ đến chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Cộng được khun đúc thành cao trào trong cuộc tranh chấp đảo Senkaku của Nhật năm 2013. Khi ấy, các cuộc biểu tình chống Nhật bùng lên dữ dội, tẩy chay hàng Nhật, chặn đốt cả xe đại sứ Nhật. Chủ nghĩa dân tộc ấy tiếp tục sụp sôi, tạo hùng khí cho những chiến hạm PLA ngang tàng, xuôi ngược khiêu khích Mỹ và các nước lân bang trên Biển Đông eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông. Xong, mỗng dưng là phải trùng xuống trước một Donald Trump mạnh mẽ, tinh quái, biến ảo khó lường. Khi Quốc vụ Viện Trung Cộng cải sửa hiến pháp, bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ, mở đường cho Tập Cận Bình làm vua suốt đời, Tập đã tuyên ngôn sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Hoa, giúp chủ nghĩa dân tộc cực đoan có thêm triết lý để ngông cuồng. Xong, không may là thời kỳ ấy rộ lên tiếng than từ cuộc họp truyền thống bắc đới hà rằng liệu sang năm chúng ta còn gặp nhau ở bắc đới hà hay không đáng kể là chuyến đi giang tây của tập cận bình trước tiên là thăm mỏ đất hiếm và ngầm nhắn gửi ông trump nhớ lời đặng tiểu bình năm xưa trung đông có dầu khí trung cộng có đất hiếm ẩn ý là mỹ đừng có ép trung cộng đến mức mà trung cộng phải sử dụng ưu thế độc quyền đất hiếm làm tê liệt ngành công nghệ mỹ và thế giới sau đó ông tập về chiến khu xưa bồi hồi nhớ lại thời đảng cộng hòa trung hoa bị tưởng giới thạch vây hãm ở giang tây phải mở đường máu vạn lý trường trinh về thiễm tây làm nên nghiệp lớn số đảng viên chết không thể đếm xuể trên đường vạn lý qua đó kêu gọi toàn đất nước noi gương xưa trường trinh vạn lý thương chiến với Mỹ đến cùng. May mắn cho Tập Cận Bình, sau khi phải muối mặt để ký thỏa hiệp thương mại giai đoạn đầu đầy bất lợi, thì con virus Vũ Hán xuất hiện vào đúng lúc để cao bằng ưu thế trùng Mỹ, được cho là nguyên nhân chính để đo ván khắc tinh Donald Trump trong cuộc đua vào ghế nóng tòa bạch ốc đó là cơ hội ngàn vàng để Dương Khiết Trì lấy lại khí thế mà lên lớp phái đoàn Mỹ trong cuộc gặp đầu tiên Mỹ-Trung hậu Donald Trump ngay trên đất nước Mỹ tại Alaska. Bù lại cho cuộc họp với Ngoại trưởng Pompeo của chính phủ Trump năm ngoái tại Hawaii, họ Dương mềm nhũn như con chi chi. Việc Dương Khiết Trì lấy lại khí thế và to hàm lớn lối đối với Mỹ tại Alaska vừa rồi như một điều doping cực mạnh để kích thích chủ nghĩa dân tộc cực đoan Trung Cộng bùng lên, sung sức trở lại. Đã dâm gian câu thách thức đầy hào khí. Năm Tân Sửu 2021 không phải là năm Tân Sửu 1901. Năm Tân Sửu 1901 là năm mà Trung Cộng bị liệt đường bát quốc. Mỹ, Anh, Nhật, Đức, Ý, Pháp, Nga và Áo hung sâu xé. Nhưng năm Tân Sửu năm 2021 đã đổi chiều. Dương Kết Trì đã sâu xé ngoại giao với Mỹ ngay trên đất Mỹ, mở màn cho thời kỳ Trung Cộng trả đũa để sâu xé Mỹ và liệt cường. Tất nhiên là Tập Cận Bình vẫn chưa rút ra được bài học vạ mồm khi đã vội vã từ bỏ hơi sớm cái chủ trương giấu mình chờ thời của Đặng Tiểu Bình. Hoành hoang nói về giấc mơ Trung Hoa, về Made in China năm 2005, về chính sách ngàn người về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Hoa, về kế hoạch vượt Mỹ toàn diện năm 2050, khiến cho dân Mỹ bầu khắc tinh Donald Trump làm Tổng thống với chủ trương MAGA để ngăn chặn tham vọng Trung Cộng, làm cho Trung Cộng lên bờ xuống ruộng 4 năm qua. Này, vừa qua được ải Donald Trump, Trung Cộng lại hoanh hoang tại Alaska, không để ý đến việc ông Trump có thể đã chuẩn bị một thế trận Hậu Donald Trump khá tốt để phòng khi bị phơi áo, tức là vận động các nước lân bang xây dựng chiến lược đối phó với Trung cộng mà không quá phụ thuộc vào Mỹ. Nhật Bản đã nổi lên như một thế lực thay thế Mỹ trong khu vực, nếu chẳng may gặp trục trặc khi chính phủ mới của Mỹ thay đổi chính sách ngoại giao gây bất lợi. Thời gian gần đây, Nhật đã liên kết quân sự chặt hơn với Đài Loan chiếm hạm Nhật đã lui tới Việt Nam và các nước trong Biển Đông, tổ chức họp nhóm quát tại Tokyo, kêu gọi nhiều nước châu Âu và ngoài khu vực đem chiến hạm đến Ấn Độ Thái Bình Dương để kiềm chế Trung Cộng. Xem ra, số lượng quốc gia quan tâm và trực tiếp điều chiến hạm đến Ấn Độ Thái Bình Dương có vẻ đã vượt số liệt cường bát quốc năm Tân Sửu 1901. Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo của chính phủ Trump là người đầu tiên dám lên án đảng cầm quyền Trung Cộng là đảng gây ra mối đe dọa cho cộng đồng quốc tế, đàn áp tàn bạo và dã man người Duy Ngô Nhĩ, chứ không phải là nhân dân Trung Hoa. Là điều mà trước đây ai cũng biết, song không có nước nào, kể cả các tổng thống Mỹ trước Donald Trump dám nói đến. Ông Pompeo cũng là quan chức quốc tế đầu tiên trừng phạt các quan chức trung cộng đã gây tội ác với người Duy Ngô Nhĩ. Trong đó, bao gồm cả bí thư khu tự trị Tân Cương là ủy viên bộ chính trị đầy quyền lực của Trung Cộng. Và hiện tại, không biết có phải vì vạ miệng của Dương Kiết Trì hay không, mà lần đầu tiên không chỉ mình Mỹ, có tin đồn là Mỹ, Canada, Anh và EU cùng phát lệnh trừng phạt với một số quan chức Trung Cộng đã gây ra tội ác với người Duy Ngô Nhĩ, mở màn giai đoạn căng thẳng giữa Bắc Kinh với cộng đồng quốc tế, một sự rủi ro tạo ra xung đột là rất lớn. Vậy, cái huông năm Tân Sửu ám Trung Cộng một lần nữa khiến cho Trung Cộng có thể bị cô lập trong tương lai không xa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung bài viết, Trung Cộng và cái huông năm tân sửu tác giả nguyễn khẩn đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau